tô này là tô đầy đủ phải không gì? Đầy đủ á. Quay quay lại mông nữa. Bé không em? Dạ. Yeah. Em chưa. Ở quán mình là một phần là bao nhiêu vậy? 20. Là phần thập cẩm là 20 hả vậy? Có chỗ 20 đại đó, 15 đại đó. Là tô không trả gì có 15 thôi. Có trả thì 20. Trời ơi, tính tiền. Ba tô nhỏ thôi. 45 ngàn. Cái chén nó 5 ngàn nữa đó. Vâng. Chưa. Là 50 đại. Này của ai? Bún bà sáu vậy. Cô chú có hay ăn ở đây mà. Có trời, món ruột của bà sáu. Mỗi ruột bao nhiêu năm nay luôn á? Chưa. Cô cứ tự nhiên đi, con không có.
Để bún thôi. Rồi bún cua. Có rau không chị? Có. Rau rồi. Đó. Bún rồi.